Ôi, có cái gì ở đấy đấy? Gì ấy? Ô, có cái gì đấy ba ơi? Cái gì đấy? Ô. Ô, cái gì đây gì? Amazing. Nhầm. Ừ nhờ, ô cái gì xanh xanh đỏ đỏ đây bạn bo này? Bo. Lấy lên cho mình xem nào. Cái gì xanh xanh đỏ đỏ đây? Màu xanh xanh đỏ đỏ trông hay thế. Cái gì đây? Ô, chú khủng long ăn cỏ sao lại trốn ở đây này? Ôi, bạn khủng long ăn cỏ đầu xanh đỏ xinh chưa này, trốn ở trong cái lá cây này nhìn như cả màu lá cây luôn. Đẹp chưa? Cái hoa này thơm lắm đấy này. Ôi, hoa này thơm lắm đấy này, bo này bạn ngửi mà xem. Ôi, bạn đang làm gì đây? Bo bạn đang đào bới gì ở dưới đây này? Bạn ấy đang đào bới cái gì ở dưới gốc cây đấy? Ui rồi ôi, bẩn quá bạn bo ơi, ở đấy có con gì bạn lấp ở đấy đấy, bẩn thế. Con gì đây bo ơi? Đây, sao bẩn thế, con gì đấy? Con gì sao lại trốn ở đấy? Con gì đấy? Con gà phải không bạn bo? Hay con tắc kè? Con gì đấy bạn bo? Giơ lên cho mình xem nào. Ui, một con khủng long ăn thịt à? Sao nó lại nghịch ở cái gốc cây này nhở? Cái gốc cây này thơm lắm, hay là đến đây nó ngửi mùi thơm của hoa ấy? Cái gì mà nhiều thế? Ui, hai con gì nó làm tổ ở đây đấy? Con gì nó rơi ở đây đấy? Đâu rồi? Cái sợi bạn bo lại chui ở trong gầm cây bạn ấy nghịch này. Nó đúng ở đây. Ôi, khủng long ăn thịt, khủng long bạo chúa luôn này. Đấy, còn con ý là con gì đấy? Ui, lấy tay nhúc thử thế nào, con ấy chắc hiền lành đấy bọ. Hai, ba, cố lên, được rồi, được chưa? Ui, rơi rồi. Con gì đấy? Con gì đấy bo? Quay đây mình xem nào. Quay à, con khủng long ăn cỏ. Đây, con khủng long ăn cỏ xinh chưa này. Con gì ở kia nữa kìa bạn bo kìa. Ở dưới gầm á. Đây. Con gì đấy bo? Ui, kéo mà nó cắn cho con đấy, có cắn được không? Con đấy là con tắc kè phải không? Ui, mang đi mình xem nào, mình xem. Thế bây giờ bạn lắp đầu vào cho khủng long đi. Chả thấy đầu đâu cả. Bạn bọn nghịch ngợm bạn làm đầu khủng long đi một nơi cả. Thân khủng long đi một nơi là bây giờ chờ để bạn ấy lắp vào xem là bạn ấy có lắp được thành con khủng long không nhá. Ui trời ơi. Bạn ấy lắp ngược thế thành khủng long đột biến à? Được không? Khó lắp lắm. Rồi, xanh rồi. Đây này, một chú khủng long bạo chúa này. Đẹp chưa? Khủng long này ăn cỏ hay ăn thịt bạn bo nhỉ? À đúng rồi, một chú khủng long ăn thịt. Đấy, bạn bo lại chạy đi chơi mất rồi. Mình để gọn vào đây nhá. Chỗ này như kiểu con gì làm tổ ở đây ấy bạn bọ ạ. Đây này. Đấy đấy đấy, con gì làm tổ kia kìa, bạn đến lại xem nào. Xem con gì làm tổ cái cây cổ thụ này. Ui nhìn đúng cái cây bọ này, nhìn này. Nhìn cái đầu kia nhìn như ở đầu con gì á. Đấy, con gì làm tổ đấy đấy. Bạn nhặt lại đây xem nào, xem là con gì hay là tổ chim. Amazing. Một chú khủng long à? Khủng long mới nở à? Bạn giơ lên cho các bạn xem nào. Có phải khủng long đâu. Bo bạn nhìn cái đầu con này đúng là nhìn giống đầu như kiểu đầu con hươu hay con gì á, các bạn có nhìn thấy giống không đây này? Hai cái sừng này, cái đầu này, một cái mõm này. Thôi. Đấy, bạn bo bạn đang xè lên xem có phải là khủng long không? Lúc nãy mình nhìn thấy làm tổ ở trên cây luôn. Đâu giơ lên cho các bạn xem nào. Đúng luôn rồi, một chú khủng long đầu búa thật đây này. Amazing. Ôi ôi, thế là chú khủng long này vừa nở nằm cuộn tròn ở trên cây luôn. Một cái cây cổ thụ. Đây.